Xin chào các khán giả đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Gia Bảo Luxury Và trong video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới các anh em đam mê đồng hồ Những mẫu đồng hồ có mặt số thiên thạch Và chắc chắn rằng đây sẽ là những cỗ máy thời gian à, thể hiện được sự đẳng cấp của người đeo Cũng như khiến cho chúng ta trở nên khác biệt Kể từ thời xa xưa, những người Ai Cập cổ đại đã sáng tạo ra dương lịch bằng việc quan sát sự thay đổi thời gian mọc của sao Sirius, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Và sau đó thì tới người La Mã với việc sử dụng mặt trăng để đo thời gian. Chúng ta đã luôn nhìn lên bầu trời cao và sử dụng những thiên thể để xác định thời gian. Với lý do đó thì việc sử dụng một vật liệu từ thiên thể ngoài trái đất trên đồng hồ là một việc tuy mới mẻ thế nhưng lại đi về nguồn gốc của việc đếm thời gian. Và chất liệu thường xuyên được sử dụng nhất chính là những mảnh thiên thạch vốn rơi xuống trái đất này từ hàng ngàn cho tới hàng triệu năm trước. Vậy thiên thạch là gì? Thiên thạch là một sao chổi hay tiểu hành tinh bị rơi xuống trái đất. Viên thiên thạch lớn nhất được phát hiện vào năm 1920 tại Namibia, được đặt tên là hoba Viên thiên thạch này có tên như vậy bởi vì nó được tìm thấy trong một trang trại có tên là hoba West và nó có vẻ đã rơi xuống trái đất khoảng 80.000 năm trước. Có 3 loại thiên thạch được phân biệt theo hàm lượng đá và hợp kim sắt Nikkei ở bên trong. Đá, sắt và hỗn hợp. Trong đó thì thiên thạch đá chiếm tới 94% tổng số thiên thạch trên trái đất, thiên thạch sắt chiếm 5%, và hỗn hợp chiếm một phần trăm còn lại. Tuy nhiên trong ngành đồng hồ thì chúng ta chỉ sử dụng thiên thạch sắt để chế tác các chi tiết chứa phần lớn hợp kim sắt và nickel. Những đường xéo đặc trưng trên các viên thiên thạch được đặt tên là họa tiết Women Nó được tạo nên khi một phần thiên thạch được xử lý bằng axit nitric hoặc chịu nhiệt độ cao. Khi phần tâm của các viên thiên thạch nguội lạnh, các tinh thể hay khoáng chất có nguồn gốc ngoài vũ trụ như là camisite hay là tanite được định hình. Những tinh thể này có khả năng kháng axit và nhiệt, vậy nên sau khi xử lý bằng các phương thức này thì các họa tiết sẽ được nổi lên rõ rệt hơn. Thiên thạch không xuất hiện quá nhiều, nhưng thực tế chúng cũng không hiếm như những thương hiệu đồng hồ vẫn thường ca tụng. Phần lớn những viên thiên thạch đều sẽ được gửi tới các viện nghiên cứu để các nhà khoa học nghiên cứu, phân tích, phân loại còn phần thừa ra sẽ được sử dụng cho các hoạt động chế tác và sản xuất đồ trang trí. Chính việc thiên thạch thường xuyên được các viện nghiên cứu và các cơ sở khoa học phân tích cũng làm tăng giá trị của vật liệu này. Ví dụ bạn có thể mua một viên thiên thạch nặng khoảng 340 gram được nhặt từ khu vực Campo del Cielo, một điểm rơi thiên thạch rộng hàng ngàn km với mức giá là 230 USD trên mạng internet một cách khá là dễ dàng. Như vậy là đã có thể khái quát được cho các em hiểu về đồng hồ thiên thạch Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một số mẫu đồng hồ có sử dụng chất liệu đặc biệt này nhé Đầu tiên đó là cỗ máy thời gian mang tên Rolex Selene Moonphase 50535 Mẫu đồng hồ này là một chiếc dress điển hình với tính năng những tưởng là sẽ không bao giờ được xuất hiện trên một chiếc Rolex lịch tuần trăng Tại sao vậy? Bởi Rolex luôn tập trung sản xuất những chiếc đồng hồ thực tế với những tính năng thiết thực phục vụ công việc hàng ngày. Còn lịch tuần trang hiện chỉ mang tính trang trí là chính, chứ ít có ai sử dụng tính năng này một cách hiệu quả. Thêm vào cơ chế mang tính chất trang trí đó, Rolex còn sử dụng thêm chất liệu thiên thạch trên đĩa lịch tượng trưng cho mặt trăng trong ngày trăng tròn. Bên dưới đó là một đĩa tráng men xanh với những họa tiết ngôi sao tượng trưng cho bầu trời đêm. Cái tên thứ hai được nhắc đến trong video này đó là Rolex Day-Date với mã hiệu 228239. Đây là một chiếc đồng hồ mà theo ý kiến cá nhân của tôi có lẽ là đẹp nhất trong dòng Day-Date. Chúng ta có chất liệu vàng trắng trang nhã, không quá nổi bật nhưng vẫn cho thấy được đẳng cấp của người sở hữu. Kết hợp với đó là mặt số thiên thạch với cùng tông màu xám nhưng sở hữu những đường vân độc nhất vô nhị mà không chiếc nào giống chiếc nào cả. Thêm một thông tin nho nhỏ, đó là tất cả những mặt số thiên thạch của Rolex đều được lấy từ viên thiên thạch Gibbong được phát hiện năm 1838. Viên thiên thạch này rơi xuống trái đất từ thời tiền sử với độ tuổi lên tới hàng triệu năm nằm tại sa mạc Namibia. Khi rơi xuống trái đất thì nó đã bị vỡ thành hàng triệu mảnh và trải dài theo bờ đông của sông Groot River. Tiếp theo hãy cùng đến với cái tên Giclo Culture Master Calendar. Q1552540. Còn gì phù hợp hơn với một chiếc đồng hồ có tính năng lịch đầy đủ kem lịch tuần trăng ngoài một mặt số thiên thành? Chiếc Master Calendar của JLC Culture sở hữu một mặt số thiên dần qua màu xám đen khác với chất liệu của Rolex. Vậy còn với chiếc Rolex GMT Master 2 126719BLRO thì sao? là một trong những thiết kế mới nhất của Rolex do Bezuwa 2020 đã bị hủy bởi đại dịch Covid-19, thì chiếc GMT Master II này sở hữu bộ vỏ bằng vàng trắng kết hợp hoàn hảo với mặt số thiên thạch. Thêm vào đó, thì chúng ta có vành Benzo Pepsi đặc biệt vốn đang được săn đón bởi những người chơi đồng hồ. Nếu như so sánh về tương quan giá tiền và giá trị thì chắc hẳn là phiên bản 126719BLRO sẽ được đánh giá cao hơn chiếc 126710 vốn đang bị đội giá rất cao. Thêm vào đó thì thời gian chờ đợi cho chiếc Pepsi vàng trắng này cũng nhanh hơn so với chiếc vỏ thép dây Jubilee kia. Một cái tên nữa đó là chiếc Rolex Cosmograph Daytona 116589SALV. Đây là một thiết kế đồng hồ Daytona cao cấp, một phiên bản không có dáng vẻ thể thao thông thường. Làm nổi bật cho mẫu đồng hồ này đó là phần viền vành benzo từ loài đá quý mang tên ruby, có màu sắc như huyết bổ câu, đẹp diễm lệ. Một cỗ máy thời gian nữa trong video ngày hôm nay mà chúng tôi muốn giới thiệu đó là chiếc Parmigiani Fleurier Thunder 1950 Meteorite Spectral Edition. Mặt số của chiếc đồng hồ này được chế tác từ một viên thiên thạch có nguồn gốc từ Thụy Điển. Theo như những thông tin từ thương hiệu, thì màu thiên thạch này là một mẫu vật đặc biệt có thể giúp các nhà khoa học tìm ra những yếu tố mới trong hệ mặt trời. Và không giống những viên thiên thạch khác có màu xám bạc, mặt số thiên thạch của chiếc đồng hồ này có màu trắng sáng. Bộ vỏ đồng hồ được làm từ titanium có trọng lượng rất nhẹ với đường kính 39 mm và chỉ dày 7,97 mm. Bên trong chiếc đồng hồ là bộ máy caliber PF702 siêu mỏng tự động lên dây cót. Vẫn chưa hết những mỗi đồng hồ thiên thạch thú vị, còn phải kể đến chiếc De Dream Watch 5 Meteorite. Khác với những chiếc đồng hồ khác sử dụng thiên thạch để làm mặt số thì uh, cũng mấy thời gian này có bộ vỏ được làm từ chất liệu ngoài hành tinh. Toàn bộ bộ vỏ của chiếc đồng hồ được đúc từ viên thiên thạch có nguồn gốc từ Argentina, sau đó được xử lý nhiệt để tạo ra màu xanh đặc trưng của De bởi vì thiên thạch là một hợp kim có các thành phần được bố trí không đồng đều nên màu sắc của bộ vỏ đồng hồ cũng có nhiều sắc thái khác nhau và đi kèm với nhiều vết nứt. Và cuối cùng trong video ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến mẫu đồng hồ David Rutten Streamline Meteorite. Nó không hiển thị thời gian qua bộ kim như những chiếc đồng hồ truyền thống mà hiển thị qua cửa sổ theo thiết kế từ thập niên 1930. Thiết kế bộ vỏ được làm theo phong cách streamlining, một phần trong phong trào art deco. Bộ vỏ đồng hồ được làm hoàn toàn từ thiên thạch, được hoàn thiện từ nhiều đường rãnh khá là đặc biệt. Và đó là rất nhiều những mẫu đồng hồ có mặt số và bộ vỏ thiên thạch uhm, rất là thú vị mà video này muốn giới thiệu đến các anh em đam mê đồng hồ. Không biết là ý kiến của các khán giả của gia bảo luxury như thế nào thì hãy để lại ở phần bình luận bên dưới nhé và tiếp tục theo dõi chúng tôi ở những video tiếp theo để cùng cập nhật những mẫu đồng hồ hot nhất còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại